Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có các cái phần chính như sau. Ở phần thứ nhất đó là view lại toàn bộ kịch bản phân tích tuần vừa qua. Phần thứ hai thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cơ bản gồm các mã cổ phiếu của nhóm ngành trụ, các nhóm cổ phiếu của ngành dầu khí, chứng khoán, banh, thép và trong cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi sâu và nhấn mạnh một số phân tích một số các cái danh mục có thể gọi là siêu cổ phiếu, có thể gọi là siêu cổ phiếu đã được khuyến nghị đầu tư trên nhóm Zalo, đồng thời cũng đã được phân tích trên cái team cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng của chúng ta, gồm có các cái mã cổ phiếu cơ bản của nhóm ngành xây lắp, giao thông, đầu tư công, nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp, nhóm ngành gỗ, nhóm ngành đá, nhóm ngành cao su, nhóm ngành dệt may và mã cổ phiếu Viettel. Đặc biệt là chúng ta sẽ đi view một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành penny, các cái nhóm ngành penny, rất là nhiều các cái mã cổ phiếu penny trong cái thời gian vừa qua. Hùng Lê đã chọn lọc ra rất nhiều các mã. Vì sao là như vậy? Bởi vì chúng ta tiếp cận đến nhóm penny ở thời điểm hiện tại nó là một cái thời điểm rất hợp lý, vì dòng tiền cũng đang đánh khá tốt ở cái phân khúc này. Cùng với đó thì chúng ta cũng thấy rằng thị trường của chúng ta cũng đang vận động ở những cái vùng kháng cự mạnh, và các cái mã cổ phiếu penny thì nó sẽ tránh chúng ta được những cái sóng rơi của thị trường đó. Và phần cuối cùng của bản tin thì chúng ta sẽ dành khoảng 15 phút để đánh giá một số các cái yếu tố kỹ thuật nhìn trên tổng quan của biểu đồ VN Index, VN30 và phái sinh. Như vậy thì trong cái bản tin tuần video số 178 thì Hùng Lê đã có phân tích cho các anh chị tuần giao dịch từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10, gần như cái tuần cuối cùng của tháng 10. Và trong cái tuần giao dịch đó thì chúng ta sẽ chú ý đến một số các cái yếu tố vĩ mô và một số các cái thông tin cơ bản. Thứ nhất đó là chỉ số Dow Jones và chỉ số 30. Đấy là một cái yếu tố kỹ thuật mà nó đã ổn định trong cái thời gian vừa qua và nó đã ổn định ở trên mốc 35.000 điểm. Đấy là một cái yếu tố kỹ thuật rất là tốt. Thứ hai đó là giá dầu WTI. Thì các anh chị cũng biết rằng là giá dầu WTI đã tiệm cận vùng 85 U trên 1 đô và nó đang có những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 80. Để xem lại xem là giá dầu đang như thế nào. Nó đang có những cái vùng test kỹ thuật, đó là bản tin tuần cũ nhá, vùng 80, và tí nữa thì chúng ta sẽ nói đến cái giá dầu ở đoạn sau. Thì khi nó tiệm cận đến vùng 85 và nó đang có những cái điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng 82, nói chung là tương đối đẹp, 80, 81, 82 tương đối đẹp. Và đấy là những cái yếu tố mà sẽ tác động lên những cái doanh nghiệp mà có những cái đặc thù, ví dụ như là BSR, nó chuyên về lọc hóa dầu, xăng dầu đang tăng. Nên là các anh chị cũng tí nữa chúng ta có thể view nhóm dầu khí, chúng ta sẽ biết là BSR hiện đang như thế nào. Cùng với đó thì có phân tích một cái chùm về các cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Thì đối với kháng cự tuần thì cũng vẫn tiếp tục lấy vùng 1510 đến vùng 1520 của phái sinh và VN30. Và đối với index đó là vùng 1400 đến vùng 1405 điểm kháng cự tuần. Còn đối với hỗ trợ tuần thì các anh chị chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần index ở vùng 1385 và sau đó thì có thể tính toán là 1380. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ xem đối với chỉ số index ở trong tuần vừa qua nó có những cái biến động như thế nào. Thì ở trong tuần vừa qua, đây là cái điểm mà chúng ta kết tuần, thì index của chúng ta đã test rất thành công ở biên 1380 đây các anh chị. Và cái câu chuyện là chúng ta phân tích các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật để làm gì? Để chúng ta nắm được là khi mà cổ phiếu hoặc khi thị trường rơi đến cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta sẽ dừng bán, và chúng ta sẽ quan sát cái ngưỡng hỗ trợ đó nó có đáp ứng được cái yêu cầu về kỹ thuật hay không. Đó, và rất nhiều những anh chị em có những cái tài khoản là người ta đã bán đúng cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vì đơn giản là họ không tiếp cận được những cái phương pháp đầu tư của team của chúng ta, đúng không ạ? Và họ bán đúng ngưỡng hỗ trợ luôn. Đó, thì chúng ta lấy cái vùng 1380 ở đây các anh chị là vùng hỗ trợ thứ nhất của index. Xem nào, sau đó thì có thể tính toán ở vùng 1370, nhưng trên thực tế thì cái vùng hỗ trợ 1370 này, đây có hai cái gạch sọc đây, thì index của chúng ta không đến nơi. Và sau sau cái phiên giao dịch của ngày 25 và đến ngày 26 thì index của chúng ta tiếp tục test lại đáy. Các anh chị nhìn thấy đây, đây là điểm test đáy rất thành công, và Hùng Lê có phân tích ở trên nhóm đó là mô hình V kép, mô hình hai đáy của index ở 1380. Nếu như những anh chị em mà đang đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì đã được nhận cái phân tích này của Hùng Lê, đó là mô hình hai đáy của index ở vùng 1380. Đối với chỉ số phái sinh và chỉ số VN30, xem nào, VN30 chúng ta lấy ở mốc 1475 điểm là mốc hỗ trợ tuần
Cùng với đó thì tính toán ở biên 1360 đến 1365. Ok, chúng ta sẽ xem đối với chỉ số VN30 ở đây. Thì đối với chỉ số VN50, điểm kết tuần của chúng ta ở đây là 1490, vùng đã lấy điểm test 1 của chỉ số này ở vùng 1475. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, đó chỉ số index chỉ số VN30 chúng ta test ở 1475, và sau đó thì đến phiên giao dịch của ngày thứ ba, chỉ số này tiếp tục có xu hướng test lại ở biên vùng lấy 1460, 1465 đây các anh chị này. Và cũng tại thời điểm đó thì chúng ta cũng phân tích một cái xu hướng kỹ thuật. Đó, nếu như các anh chị mà học thuần về kỹ thuật đó, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể nhận biết được một cái xu hướng kỹ thuật khi mà cái điểm test cung thứ hai của nó ở đây, ở quanh 1470 đây các anh chị. Đó, và nó break lên ở đây, và sau điểm break này thì đến phiên giao dịch ngày thứ ba thì thị trường của chúng ta bắt đầu đi lên một cái trend lên rất là mạnh. Vậy thì ở những anh chị nào đã bán ở vùng 1470 đúng không ạ? Những ai đã bán ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN30 ở đây thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc, bởi vì họ không 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 nhận diện được cái điểm nào là cái điểm hỗ trợ của thị trường. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến phái sinh có hai mốc hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn, đó là 1480 và sau đó có thể tính toán ở 1470. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta sẽ nói lại những cái phân tích này thì khả năng là trong cái bản tin tuần là Hùng Lê đã có phân tích rồi, các anh chị cũng có nắm sơ bộ được rồi. Đó là chúng ta sẽ lấy ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất là 1480 và ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật thứ hai là 1470 đây các anh chị. Và chúng ta thấy rằng là phái sinh cũng hình thành một cái mô hình V kép ở đây rất là đẹp. Và nếu như chúng ta học thuần về phân tích kỹ thuật thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận diện một cái điểm mà VN30 bứt phá, một cái điểm VN bứt phá ở trên này và sau khi nó bứt phá lại vùng 1480 ở đây và nó test không gãy vùng 1480 ở đây thì nó đã mở một cái trend kỹ thuật long. Đó, đã mở một cái trend kỹ thuật long rất tuyệt vời ở đây. Và chính thức là nó đã long vượt kháng cự tuần. Đó, nó đã long vượt kháng cự tuần 1520 ở đây các anh chị. Kháng cự tuần của phái sinh vượt rồi. Kháng cự tuần của VN30 cũng long vượt rồi và đối với chỉ số index thì chính thức là nó đã long vượt cái kháng cự tuần rất là mạnh ở cái biên 14, chính thức là phiên giao dịch ngày thứ tư là nó đã bứt thoát đây, nó đã bứt thoát qua được cái vùng vùng 1405 ở đây và nó đi lên mạnh mẽ. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái ý đồ cuối bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích những ý đồ kỹ thuật của chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và chỉ số index. Trong cái tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11 đó, chúng ta bắt đầu chạy nước rút rồi và chỉ còn tháng 11 và tháng 12 nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc phần thi về đích. Để chúng ta tổng kết lại được, trong năm vừa qua, trong năm 2021, chúng ta đạt được cái mức tổng lợi nhuận trên vốn đầu tư của chúng ta là bao nhiêu? Và với quan điểm của ông Lê, các anh chị cứ cố gắng phấn đấu đều ở mức 25-30% trên một năm. Đi chậm, đi chắc, đi bền như vậy thì sau khoảng tầm 10 năm các anh chị đầu tư trên thị trường chứng khoán nó sẽ là một con số cực kỳ kinh khủng. Đó, còn vượt qua khỏi con số 30% thì đấy là một điều rất tuyệt vời. Và trong team của ông Lê có những tài khoản bây giờ đã lãi trên 100%, tức là họ đầu tư 1 tỷ thì bây giờ đã thành 2 tỷ rồi. Đấy, những con số đấy rất là nhiều. Bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua, mặc dù thị trường nó không tăng trưởng nhiều, nhưng nếu chúng ta lựa chọn những cái mã cổ phiếu có cái mức đi tốt, ví dụ như HDC, ví dụ như HDG hoặc như Đạt Phương á, thì cái mức tăng về cái tỷ suất lợi nhuận là cực kỳ lớn ở trong cái giai đoạn vừa qua. Rồi, phần thứ hai, thì chúng ta như bản tin ở đây thì chúng ta sẽ đi lần lượt phân tích các cái danh mục cơ bản các anh chị nhé. Rồi, VIX nói vui với mọi người, nó là VIX đánh như giáo án luôn, đúng không các anh chị? Và nếu như chúng ta xem những bản tin tuần thì đến thời điểm hiện tại là VIX đánh hơn cả giáo án. Sau khi mà trong cái tuần mồng dự báo một cái nền tảng mà nó tích lũy ở vùng 90 đến 92 và sau tích lũy xong thì cổ phiếu này bắt đầu có những chiều hướng đi lên. Và VIX sẽ hướng về vùng 100, các anh chị đang cầm VIX là ok rồi. Vinhome cũng như vậy, đánh đúng, rất đúng giáo án ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Có phân tích cho các anh chị 76, sau đó thì đánh lên khoảng vùng 82. Sau đó vùng chỉnh cung kỹ thuật đã phân tích vùng 78 đến vùng 78.6 ở đây. Và trong tuần thì Vinhome cũng đã vững vàng đi lên. Và trên góc độ ngắn hạn thì Vinhome sẽ có những cái điểm trả cung kỹ thuật ở đây. Nó chưa thể chạy ngay được đâu. Chắc chắn là như vậy, nó sẽ trả, khả năng nó sẽ trả lại một nhịp. Thì nhịp trả này nó sẽ ở khoảng vùng 84 hoặc vùng 83 ở đây. Các anh chị cầm Vinhome thì chúng ta có thể lưu ý. Ở VRE đến thời điểm hiện tại thì gần như không có phân tích khuyến nghị đầu tư. Nói chung là view để mọi người nắm được thôi. Cơ bản là có thể mạnh mẽ thì về được vùng 32. Sapeco trong tuần vừa qua nó cũng đi khá đúng với ý đồ chiến thuật mà
đã phân tích các anh chị ở đây, cái điểm xanh xanh này các anh chị này, đó là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 178 các anh chị nhá. Thì chạm vùng 165 ở đây rồi. Ở đây đây có cái nón này các anh chị này, thì nôm na là cướp ở đây rồi. Ai đang cầm thì tránh ra. Rồi, Vinamilk là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư, đáng để đầu tư, và cái thời điểm khuyến nghị cùng Lê như thế nào thì các anh chị có thể review lại những cái bản tin xa xa hơn đây một tí. Đến thời điểm này thì Vinamilk cũng đang hình thành vùng 89 đến vùng 90. Đây là những cái vùng mà chúng ta gom tích lũy dần cái năng lượng dần để kỳ vọng Vinamilk sẽ đánh vượt thoát vùng 92. Và khi Vinamilk vượt thoát vùng 94 thì khi đó chúng ta đi xây target. Còn trong thời điểm hiện tại, Vinamilk đang hình thành nền, tích lũy nền, và đây là thời điểm tích lũy cổ phiếu. GTN được khuyến nghị đầu tư. GTN được khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm này thì bắt đầu bung kém. Bản thân GTN một cái quá trình rất là dài ở đây, đúng không ạ? Ông đã phân tích một cái nền gọi là nền tảng tích lũy của cổ phiếu rất là tốt để cho chúng ta có được những cái điểm gom vị thế cực kỳ là đẹp, và đến thời điểm này thì GTN đã vượt thoát vùng 22. Target 1 của GTN sẽ hướng về vùng 22 sau khi nó break vùng 20. MCM thì đã khuyến nghị anh em chốt hạ bớt đi rồi, và đây là cái vùng 70 này, khuyến nghị chốt bớt này. Bây giờ nó đang chỉnh về vùng 65. Thì cái vùng này thì chú ý, nếu như thủng vùng 65 thì ai đang còn hàng thì chúng ta bán nốt đi chứ không có cơ hội nữa. VDC đây rồi. Đó, VDC đây các anh chị, kháng cự đây 135, gặp 135 đang chỉnh lại, hỗ trợ kỹ thuật 130. Khả năng đang đi như vậy. HVM thì tèo rồi, đây là cái đường cong, gọi là đường cong của sự tuyệt vọng, nên là chúng ta lưu ý, cầm HVM thì tránh xa ra. ACV là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại thì ACV đang vận động khá tốt ở vùng 85, mục tiêu của ACV không có gì thay đổi ở vùng 92. Các anh chị lưu ý, họ Mansan đến thời điểm này rất đẹp rồi. Họ Mansan lưu ý, đây là những cái mã cổ phiếu có thể nói sẽ đưa lại những cái nguồn lợi nhuận đáng kể cho các anh chị. Đối với Mansan, chúng ta có phân tích một cái nền hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây 135, tức là break nền 135 thì được tạm gọi là mở trend kỹ thuật. Hai lần công lại ở vùng 150, nhưng lần này khả năng khác. Nhìn cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì xác suất mà Mansan đánh tiếp là rất là cao. Các anh chị có thể quan sát giúp Hùng vùng 147-150, nó tích lũy thêm 1 đến 2 phiên mà ổn định lực cầu vượt thoát lên khoảng tầm trên độ 2 triệu cổ phiếu thôi. Đó, thì đấy là thời điểm mà các tài khoản mà chúng ta có thể canh mua, gọi là mua điểm cuối đi, tạm gọi như vậy. Còn các cái điểm test kỹ thuật đấy có thể gom thêm. Mục tiêu nhịp này của Mansan sẽ hướng về 165 đến khoảng vùng giá 170 của Mansan. MSR, trong cái bản tin tuần trước á, thì Hùng đã có nói đến cái câu chuyện là chúng ta cần phải quan sát vị thế đặc biệt ở trong cái thời điểm hiện tại. Sau khi mà cổ phiếu này đã đạt được cái vùng target 26, thì cái biên tích lũy kỹ thuật 25.5 đến vùng 26 đó, chúng ta sẽ tiếp cận ở điểm mua break ở vùng này. Các anh chị có thể gom các cái vị thế và chúng ta chờ khi mà cổ phiếu đánh vượt thoát vùng 27 là gom mạnh mẽ lên. Cổ phiếu MML à? MML có phải thuộc họ nó, đúng rồi. MML thì đầu tư xa xa thôi. Con này mà đánh lướt thì rất là khó, nhưng đầu tư dài thì là được. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ tìm ở vùng 85, nhưng các anh chị phải nhớ là chúng ta phải soi lại cái phần mà từ cái thời điểm mà Hùng khuyến nghị mua ở đây này, từ vùng 50 này. Đó, chứ bây giờ mà tự dưng mà xem ở trên này xong mua xong phát tòng phát bảo ông này ông ấy phân tích buồn cười ghê. Đúng không ạ? Có gì mà buồn cười đâu, đúng không ạ? Đó. Những cái gì mà nó còn với Hùng Lê, nó còn với các anh chị thì nó sẽ còn ở trên bản tin các anh chị nhá. Các anh chị có thể xem mãi mãi, trừ khi là YouTube mà người ta không có nữa, còn nếu nữa nó có nó vẫn cứ còn lại đấy. Và Hùng không có, với đến thời điểm hiện tại thì Hùng không có còn có cái câu chuyện gọi là đối co đúng sai, quan trọng là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền ở trên thị trường chứng khoán, như vậy thôi các anh chị. Và các anh chị nhìn những cái target mà Hùng Lê phân tích, nhìn những cổ phiếu mà Hùng Lê xây dựng, nhìn những cổ phiếu ở những cái điểm tiếp cận ngay từ đầu, ở những cái phân tích mà Hùng cho các anh chị thấy ở trên team Zalo để biết được là cái mức độ mà tiếp cận sớm đến cổ phiếu, tiếp cận những cái điểm mua sớm nhất có thể được. Đó, đấy là mấu chốt vấn đề. Còn khi cổ phiếu phi rồi thì lúc đấy, đó, mà bây giờ ví dụ như là
TNI chẳng hạn, mọi người bây giờ mới nháo nhác, ôi trần trần, nhưng mà thực tế là team cũng lên đã gom từ lâu rồi, và bây giờ chỉ có ngồi xây target thôi chứ không có điểm mua nữa đó. Thì BBH các anh chị gặp vùng 66 nó chỉnh lại một tí. Đây là những cái vùng chỉnh khá là đẹp theo quan điểm kỹ thuật là như vậy đó. Một số các anh chị là hỏi bán BVH đúng vùng giá 59 và đã bị Hùng Lê mắng cho te tua đó, không chịu xem bản tin tuần đó, không chịu xem bản tin tuần, bắt đầu lên hỏi Zalo anh ơi giờ BVH 59 có bán không đó. Ví dụ như bảo bán ở bán thì ok, bây giờ nó lên vùng 66 các anh chị có thấy tiếc không? Tiếc chứ đúng không ạ? Đó thì cái câu chuyện là cũng mà là mã cổ phiếu BVH cả, nhưng có người thành công nhưng có người thất bại, nó nằm ở chỗ đấy đó, chứ không có cổ phiếu nào tốt xấu các anh chị nhá. Thằng Penny nó cũng tốt lắm đó, mà nó thậm chí nó còn tốt hơn Blue Chip cơ, mua đúng là ăn 30 40% chỉ trong một tuần thôi, mức lãi 30 40% trong một tuần, đó là mức lãi mơ ước, cùng lên nói với các anh chị như vậy, chứ nó không phải xấu đâu. Nó xấu là vì là chúng ta đua phải những cái quả trên ngọn núi xong đấy là nó đổ đèo cho một phát, rồi khi đấy là bắt đầu bảo là penny là xấu rồi hàng móc cống rồi thế này thế kia đó. Cái câu chuyện xấu tốt nó là thời điểm. Thì đối với BBH khả năng xu hướng sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 63 đấy các anh chị, và các anh chị quan sát ở đây mục tiêu của trong nhịp này thì cũng đánh giá rằng BBH sẽ tiếp tục đánh và sẽ nâng lên khoảng vùng 68 đến khoảng vùng 70 ở trong nhịp này. MWG như thế nào đây? MWG thì vẫn có một cái vùng kháng cự ở đây 135, và khả năng thì nó đang đi theo một cái vận động hình sin, và hình sin thì có kháng cự 135 và vùng hỗ trợ của nó ở đây là 125, anh chị lưu ý. PNG hiện tại như đang đánh khá là tốt, đúng rồi. PNG hiện tại cũng đang đánh là khá là tốt, và các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích tuần của Hùng Lê khi Hùng phân tích cái nền tảng tích lũy tạo nền của PNG ở vùng giá 85. Sau sau đó hai cây tăng mạnh thì Hùng tiếp tục phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó, những cái điểm trả cung các anh chị, những cái điểm trả cung đó chính là những cái vùng mà chúng ta mua gom cổ phiếu tốt nhất, tối ưu nhất trong cái gọi là phân tích kỹ thuật, vùng 88, vùng 90, và từ đây thì P&G bắt đầu phân tích một sóng lên, và sóng lên này thì chúng ta đang đưa target ở vùng 105, phiên ngày hôm nay suýt soát chạm 105. Rồi xu hướng của PNG hiện tại là tốt, nhưng ở vùng 105, 108 các anh chị lưu ý ở đây, đây là những cái vùng mà chúng ta cần phải lưu ý, đây là những cái kháng cự ngắn, thì cũng sẽ quan sát thêm những yếu tố kỹ thuật ở đây để chúng ta đánh giá rằng PNG có đi được tiếp nữa hay không. Đó. G thì về cơ bản trong tuần vừa qua G tiếp tục một cái hành trình đi ngang tích lũy, và điểm đáng chú ý là G không bị mất mốc 7,3, thì với tín hiệu này thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục cầm nắm G với một cái mục tiêu có thể kéo lên khoảng vùng giá 8x của G. FPT hiện tại là đang đi ngang ở tích lũy, và cái vùng ở đây là vùng 95, khả năng ngắn hạn dự báo đây là khoảng vùng 95 thì nó cứ vòng vo như vậy thôi, và cái xu hướng của FPT khả năng nó sẽ tiếp tục đánh. Đấy là dự báo. Còn trong trường hợp nếu như mà FPT bị mất vùng 90, tức là vùng 90 này trở thành một cái gọi là điểm hỗ trợ về mặt trung hạn các anh chị. Đó, mất vùng 90 thì thôi, tạm biệt. Đó, tạm biệt chim én. Ta gặp lại sau, không lo gì đâu. DigiWall đang có một cái hành trình đi ngang ở biên 16, biên 120. CMG thì đang tiệm cận lại vùng 63, 65, thì khả năng đây cũng đang là những cái nhịp mà tạo lập neo giữ để phân phối hay như nào đó, nôm na là Hùng không có biết. Nhưng mà những cái thời điểm này nó không còn là thời điểm vàng để chúng ta tham gia cổ phiếu nữa, mà các anh chị có thể lần mò lại những cái phân tích của Hùng Lê khi cổ phiếu CMG đang ở khoảng vùng giá 35 đến vùng 40, đúng không ạ? Và chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên đó. Đấy thì đấy là những cái thời điểm mà tốt tốt nhất và tối ưu nhất, và bây giờ thì nó đang ở trên một cái đỉnh đỉnh núi rồi, nên chúng ta không nên tham gia ở thời điểm này. Rồi chúng ta sẽ đi mà cái bản tin tuần này thì cũng sẽ đảo lộn một tí, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm P và một số các cái nhóm ngành thì cũng sẽ không phân tích ở trong bản tin tuần này, tùy thuộc vào cái thời gian của bản tin chúng ta có các anh chị nhé. Chúng ta sẽ tập trung đi xoay quanh một số các cái mã cổ phiếu có thể nói gọi tạm gọi là chiến lược, chúng ta gọi là chiến lược các anh chị. Rồi, đối với nhóm P thì trong thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là giá dầu thì tuần này bắt đầu có cái sự suy yếu rồi, đang có những cái dấu hiệu suy yếu. Thì nó cũng sẽ có những cái tác động lên nhóm P, và chúng ta sẽ đi view từng cái mã cổ phiếu một. Thì đối với gas là chúng ta xây ở target 120, và tuần này thì gas đã đạt 120 trên 120 và nó đang có hai phiên kỹ thuật ở đây.
thì nhìn về mặt ý đồ thì gap hoàn toàn có thể cán lại vùng 130 đến vùng 135, tức là vẫn đang còn một cái xu hướng với mặt kỹ thuật tăng giá ở đây đối với gap. PLX ngày hôm nay thì hơi kém rồi. Cậu đua nhưng mà cậu đua không được. Sau khi mà nó gặp lại đây này, đó vùng 55 đến vùng 56, vùng này là vùng gặp cướp mà cậu không vượt thoát được thì cậu lại quay lại nền thôi. Cướp mất hàng ở đây rồi, đúng không ạ? Ok, lại quay lại vùng 525 đến vùng 53 đấy các anh chị. Khả năng PLX sẽ là như vậy. PET hiện tại đang thi đấu khá có ý đồ, khá có ý đồ, và hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy là lái nó định đạp. Chưa có ý đồ, chưa chưa có ý đồ đạp. Sau một cái tuần mà PET đi ngang thì nhìn chung á, ai mà đang cầm thì chúng ta cứ cầm. Còn muốn mua thêm thì chúng ta sẽ chờ ở một cái góc độ kỹ thuật là PET đánh vừa thoát vùng 32 thì có thể mua thêm. Còn mẫu hình này hiện tại đi như này thì không có khuyến nghị anh chị mua mới. Chứ là mua điểm mua break thì cũng được nhưng mà không có thông tin, nói chung là không có thông tin để mà tự tin để mà mua break ở cái quả này. Đó thì nó cũng giống như PVT, nếu như chúng ta cầm PVT trong một cái quãng thời gian vừa qua thì chúng ta không có lãi. Và rất là sốt ruột, nó cứ đánh lên này, rồi một lên một cây xong nó đập hai cây này, thì ông nào đây này, ông nào hưng phấn ở vùng 26 là chết cụ rồi. Về đến đây là về đến 24 nó lại nhả như một phát, thế là có khi nó đạp phát thủng 24 thế là lại bán. Bán xong thì ngày hôm sau nó lại kéo lên, oái oăm như vậy, tức là cái câu chuyện cái vòng luẩn quẩn đấy nó rất gặp rất nhiều các anh chị nhá. Cái đấy là chắc chắn là như thế bởi vì Hùng Lê gặp thực tế rồi. Và từ những cái thời non trẻ là Hùng Lê toàn làm như vậy thôi. Nó toàn là bị người ta hay có câu là lùa gà. Thì khi mà mình chưa có kinh nghiệm mình là con gà, và con gà trên thị trường chứng khoán thì luôn luôn bị vặt lông ăn thịt, nhưng bây giờ thì khó rồi, bây giờ thì không vặt lông được nữa đâu. PVT ok, cơ bản là PVT gặp 26 đạp lại vùng 24. PET thì cũng gọi là break thôi nhưng mà chưa đẹp lắm. PVS nhìn xu hướng đánh thì đang khá có ý đồ, tức là nó đang đánh sau một cái vùng ở đây các anh chị, vùng ở vùng 28.5 có xây dựng rồi, 28.5 mà không gãy thì cứ cầm thôi. PVS về quan điểm kỹ thuật như vậy, và thậm chí là chúng ta có thể cho phép ở vùng 28 về mặt kỹ thuật ở trong cái nhịp này nó là như vậy. Kháng cự của nó ở đây là vùng 31. Ngắn hạn thì xu hướng, nhìn về xu hướng thì PVS vẫn đang khá là ok và chúng ta cứ cầm thôi. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu bị mất 28 thì nên bán. Đấy là về mặt kỹ thuật nó là như vậy. PVD thì cũng đang đánh khá có ý đồ sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành cái target tuần ở khoảng vùng 26.5. Tuần vừa qua thì nó đã đánh vượt thoát lên đây rồi các anh chị, nhưng nhìn ý đồ này thì cổ phiếu này sẽ quay về test, một là nó khỏe thì nó sẽ test quanh vùng 28, còn nếu không thì nó sẽ quay lại biên 26 năm. Trong trường hợp mà không thủng 26 năm thì cứ cầm, nếu thủng 26 năm thì chốt. Chốt tạm, chốt các anh chị, nếu thủng 26 năm là chốt. Quan điểm như vậy. Oi trong tuần vừa qua thì oi có một cái lực phục hồi từ vùng hỗ trợ kỹ thuật có phân tích đây 14.5. Ngắn hạn thì nó vẫn bị vướng vào cái vùng 16, 16 năm đấy các anh chị. Đây là kháng cự, và về đến cái vùng kháng cự thì cổ phiếu này vẫn đang bị chốt. Nhìn về xu hướng xa xa hơn một tí thì cũng chưa có nhiều động lực để oi có thể bứt thoát vượt khỏi cái nền 16.5 đâu. Nó sẽ cần thêm một hai phiên của phiên ngày giao dịch thứ hai và thứ ba tuần tới. Rồi ta nói BOVK trước. BOVK đây hình ảnh tổng quan của BOVK thì ngắn hạn ở đây nó có kháng cự 13. 13 ở đây này, gặp cướp là gặp ở chỗ này rồi. Nó sẽ test cung ở vùng 12.5, 12.5 mà không gãy là đẹp các anh chị cứ cầm, còn gãy 12.5 thì chắc chắn là nó lại rơi nền 11.8, 12. BSR là một cái doanh nghiệp về lọc hóa dầu, và đến thời điểm hiện tại thì quay ngược lại về câu chuyện về BSR thì các anh chị có thể nhớ lại đây, có thể xem lại ở những cái thời điểm ngày 23 tháng 8, đó là cái thời điểm mà mọi người đọc rất nhiều báo chí và mọi người có bảo là và có như nhiều nhà đầu tư gọi điện bảo là bây giờ anh đang cầm BSR và bây giờ nó ra cái tin là BSR chuẩn bị phá sản, hay là BSR chuẩn bị đóng cửa nhà máy. Có thông tin đấy trên cà phê ép, các anh chị có đọc lại. Thì ngay lập tức là sau cái thông tin đó ra thì đây, cái cây này là cái cây mà đón nhận cái thông tin là BSR hình như có khả năng đóng cửa. Đó. Nó ghi như vậy, đấy là những cái chiêu trò của đội lái. Nói xin lỗi cả nhà là Hùng Lê ít khi đọc báo,
gần như là đến bây giờ mọi người hỏi là đọc những cái báo gì để có thể phục vụ về đầu tư thì gần như là không biết, chỉ có lên trang cà phê ép, duy nhất là tra cứu về báo cáo tài chính, tra cứu về lịch sử trả cổ tức và tra cứu về gọi là ngành nghề của doanh nghiệp, rồi tra cứu, tức là tra cứu những cái gì cơ cốt lõi của cái doanh nghiệp đó, chứ còn những cái bài báo, những cái viết là không bao giờ đọc đó, bởi quan điểm là đấy chỉ là những cái gọi là cái phần nổi, cái phần nổi để phục vụ cái phần chìm. Cái phần chìm như nào thì gần như không một nhà đầu tư nào biết được cái phần chìm của doanh nghiệp, họ chỉ đọc được những cái phần nổi thôi, và những cái phần nổi lên đó nó lại phục vụ một cái mục đích gì đấy của một cái đội nhóm nào đấy, cơ bản nó là như vậy, trên thị trường như vậy, khẳng định như vậy luôn đó. Vậy thì chúng ta đọc đọc xong rồi thì chúng ta đây cái cây sàn này này, các anh chị cứ thể xem lại cây cây này này, cây này là cây ngày 19 tháng 8 là nó đón nhận cái thông tin là BSR có thể đóng cửa đó. Thế thì sau đó thì cũng có phân tích một cái biên 17 đến biên 18 ở đây, và những anh chị em mà xem những bản tin tuần thì Hùng Lê bắt đầu phân tích dần, phân tích dần, phân tích dần, và đến vùng 20, sau đó phân tích những cái điểm test kỹ thuật của nó ở vùng 20 ở đây, sau đó nâng lên vùng 24 là target kỹ thuật của BSR đến đến chốt bản tin tuần tuần này, tuần vừa rồi á. Thế thì bây giờ cái câu chuyện của BSR nó đến đoạn này thì nó như thế nào rồi? Thì nó bắt đầu mở sang một cái trang lịch sử mới với cái tín hiệu kết tuần như thế này, đánh giá là đẹp, rất đẹp. Và tuần tới thì BSR nếu như mà test không gãy cung vùng 24 thì các tài khoản mà các anh chị đang cầm có thể tăng tỷ trọng BSR để chúng ta có một cái target tiếp theo này, hình như đã đạt ở đây là 273. Đó, 273 vượt thoát 273 thì hình như là về vùng 3x, đó, đã đặt sẵn ở đây rồi. Thì đấy là những cái dự báo về tương lai của BSR và chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích trên các cái bản tin tuần. Ok các anh chị. PVB, những cái mã cổ phiếu nào mà được Hùng Lê nói rất nhiều và nhấn mạnh thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà các anh chị đáng lưu tâm. PVB thì cũng đã có phân tích mua điểm mua đây rồi. Đây này, bây giờ ta thử search lại một cái mã cổ phiếu PVB. Chúng ta sẽ tránh tránh cái câu chuyện là chúng ta tìm lại các anh chị, bởi vì tìm lại thì nó sẽ đây này, tháng 7, tháng 8 à. Hay là ở đâu đấy, đây này, tháng 9. PVB 31 tháng 8 này chủ động bắt thêm hình như là đó khoảng tầm 3 13.5 đến biên 14 các anh chị. Tức là tại cái thời điểm đó người đây này 31 tháng 8 đó là những cái tại cái thời điểm mà chúng ta gặp những cái hỗ trợ rất tốt của cổ phiếu để chúng ta bắt. Rồi TNI các anh chị nhìn này, từ vùng 3.8 này. Đó, mà bây giờ hình như gần 10 đấy hay sao? À không, TNI hình như trên 5, TLD mới gần 10. Đó. Vậy thì từ những cái thời điểm ở đây đó, từ những cái thời điểm ở vùng 13.5 đến vùng 14 ở đây, đó là những cái thời điểm mà ông đã phân tích khuyến nghị các anh chị lên tàu bắt ở những cái điểm đó, và các anh chị thấy nhìn thấy là những cái điểm lên ở đây gần như là các cái điểm lên cực kỳ an toàn. Đó, bây giờ lên trên này mới tíu ta tíu tít hỏi anh ơi mua được không, thì bây giờ các anh chị nhìn thấy cái ngọn đồi bên này 18 nó trừng trững ở đây, thế thì đó, mua cái gì nữa đúng không ạ? Ví dụ như vậy, ở đây bây giờ chỉ còn lại những cái tài khoản mà đã mua được ở theo khuyến nghị thế này thì chúng ta lên đây bắt đầu chúng ta mới biểu diễn. Cái cách biểu diễn gọi là chém cá ở trên thớt đó. Rất nhiều anh chị em trong team Hùng Lê làm thuần thục lắm. Rồi, bây giờ thì có vùng 17 đến vùng 18, dự kiến nó sẽ đi về đấy thôi. Các anh chị PVC. PVC cũng như vậy. Đó, PVC cũng đã có phân tích cho các anh chị ở những cái vùng mua cực nét luôn, 8.8 đến vùng 9. Nói thì mọi người cứ bảo là ông này nói phét. PVC. Ngày 15 tháng 9, ngày 13 tháng 9. Dow Jones ngày 15 tháng 9. Đây. Vùng 10 đến vùng 10 chấm 10.3 đến 10.5 ngày 15 tháng 9, đó là cái điểm à, hình như có điểm xem thêm bên này. Gom thêm, túc tác gom thêm không phải đâu, PVC từ ngày mùng 9 cơ, mùng 9 tháng 9. Đây này. Nhớ mà. 9.5 đến 9.8 và ngày mùng 9 tháng 9 các anh chị, đấy là những cái thời điểm mà PVC đang có vùng ở 8.8 đến vùng 9 ở đây. Và từ đây thì chúng ta bắt đầu một cái trend kỹ thuật mà khuyến nghị PVC. Đó, anh chị nhìn thấy này, theo dòng thời gian này. Mùng 6 tháng 9, mùng 9 tháng 9, 13 tháng 9, 13 tháng 9, 15 tháng 9. Rồi xong đó lên đến mùng 4 tháng 10, 23 tháng... Đó, đó, nôm na là như vậy. Thì chúng ta có những một cái dòng thời gian như vậy. Và đến thời điểm này thì cũng không còn thơm nữa. Đó,
chỉnh cung đúng vùng 12 và đây đang là một cái nhịp hồi. Nhịp hồi này sẽ chạm lại vùng 3.5, vùng 14, có hàng canh chốt. Ok. Hết nhóm P. Bây giờ là 29 phút, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh và nhóm chứng khoán. Sau đó thì chúng ta sẽ tập trung vào tiêu điểm của nhóm ngành gọi là những cái mã cổ phiếu, tạm gọi là cả cổ phiếu siêu phẩm, những siêu phẩm của chúng ta. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận đến nhóm banh và nhóm chứng khoán như thế nào. Thì banh và chứng khoán sau một quãng thời gian ngừng nghỉ, bây giờ với nhóm banh nhá, Hùng Lê nói với nhóm banh đang có những manh mún mà chúng ta sẽ có thể chiến đấu. Tuy nhiên chiến đấu như thế nào và khi nào chiến đấu thì Hùng Lê sẽ chờ để chúng ta chốt hết cái lượt danh mục mà chúng ta đã mua trong cái thời gian vừa qua. Những cái mã cổ phiếu nào đang tốt chúng ta vẫn tiếp tục cầm, những mã cổ phiếu nào đạt target chúng ta chốt để chúng ta luân chuyển sang dòng tiền sang một số các mã cổ phiếu khác, tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích. Còn đối với thời điểm hiện tại, banh và chứng khoán là hai nhóm ngành mà nó kỳ vọng nó sẽ có sự phục hồi, và sự phục hồi đó nó sẽ làm cho thị trường của chúng ta ổn định hơn ở trên mốc 1.400 điểm. Index chỉ cần ở trên 1.400 điểm thôi thì chúng ta còn rất 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 nhiều cơ hội để cày cuốc đầu tư, và còn rất nhiều cơ hội ở trên thị trường. Index chỉ cần giữ ở trên đấy thôi, còn việc săn cổ phiếu đấy là việc của chúng ta, không có gì phải lo cả. Rồi Vietcombank trong tuần đã có những cái điểm chỉnh kỹ thuật quanh vùng 95 ở đây, và ngắn hạn thì Vietcombank lại tiếp tục chạm lại về vùng 100, đấy là vùng kháng cự của nó. Nói chung là khả năng về đây nó lại tòm tèm ở đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm. ACB phiên ngày hôm nay là một cái cây nến rất đẹp đó, và các anh chị có thể liên tưởng lại cây nến này, và sau cây nến rất đẹp này thì cũng rất nhiều nhà đầu tư khóc ròng bởi vì là đu mà. Đó, hôm gặp 33 là coi như mua chết luôn, sau đó nó táng về 31, thế là cứ ngồi than thở. Đó, cái câu chuyện nó như vậy. Và sau một cây nến đẹp như thế này, chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Còn về quan điểm của ông Lê vẫn là biên 31 đến biên 33 của ACB. Công thương ở trong thời điểm hiện tại, trong tuần nó đã có những cái thời điểm mà nó gọi là bung ra rung lắc đi quanh vùng 30. Các chị nhớ cái câu nói của Hùng như vậy. Thì cái vùng 30 này cái vùng rất là quan trọng. Sau một cái quãng thời gian mà nó rơi như vậy thì nó đang cố gắng hình thành một cái biên tích lũy ở đây. Và nôm na thì ngắn hạn là nó chạm lại 32 rồi lại kháng cự rồi. Đó, khả năng lại bị có những cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. BIDV ngày hôm nay cũng có một cây nến xuất thần, nó giống như ACB có nến xuất thần. Và sau một cây nến xuất thần như vậy, đây cũng là một cây nến rất xuất thần, thì xu hướng về mặt xu hướng là khả năng lại quay về test cung kỹ thuật ở đây, và sẽ căn cứ cái lực cầu đó để chúng ta có thể xây dựng một cái target ở bên này hoặc xây dựng một điểm mua đối với BIDV. Nói chung là phải cần thêm, chứ còn không phải một phiên như thế là chúng ta nháo nhào chúng ta mua đâu. MBB và VBank. MBB thì tắt cái này đi kia nữa. MBB thì hiện tại là đang một cái xu hướng đi ngang, và chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ 27 và đến biên 29, nhìn chung thì nó vẫn đang đi như vậy thôi, chưa có gì gọi là đột biến cả các anh chị nhé. VBank nhìn chung cũng phập phù lắm, nói chung là đi ngang đi ngả đây. May mắn thì lên được 40, đó, mà không may mắn thì lại tiếp tục đi ngang ở vùng 37.5 đến vùng 38 thôi. Techcombank thì vẫn đang miệt mài tích lũy ở ngang vùng 50 đến vùng 51, và hiện tại thì cũng chưa có nhiều xu hướng đột biến. TPBank. TPBank cũng có đánh giá rằng trong nhóm banh thì TPBank là một mã cổ phiếu được gọi là sáng sủa nhất, và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang có phân tích con TPBank này ở một góc độ kỹ thuật, đó là sau khi chạm 44 thì nó sẽ chỉnh về 42, đúng không các anh chị? Chúng ta có thể xem lại bản tin tuần trước, chạm 42 mà không gãy thì nó lại bươn lại 44 và thoát 44 thì TP có thể mở trang kỹ thuật lên vùng 48 đến vùng 50. Và với tín hiệu tuần như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái mức tăng trưởng của TPBank lên vùng 48, nên là những anh chị mà đang cầm những cái mã cổ phiếu banh này chúng ta sẽ tiếp tục cầm tương đối là ổn.
Mã cổ phiếu HD Bank như nào các anh chị? Nhìn chung là cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến, khả năng đây sẽ là một nhịp sóng hồi và hồi lại về vùng 26, khỏe thì lên được khoảng vùng 27 thôi. Sau đó lại 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 đạp, khả năng lại đạp. STB nhìn chung thì nó vẫn đang đi ở trong một cái biên khá là hẹp và dự kiến thì nó lại chạm lại vùng 27 đây. 27 có bứt được hay không thì đấy là câu chuyện mà chúng ta lại cần phải chờ. Nhìn chung là còn oải lắm. BVB rồi vẫn miệt mài đi ở trong một cái biên khá là hẹp, hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 20 và kháng cự ở vùng 22. Liên Việt Postbank đâu rồi đúng không? Toàn là dương cờ khởi nghĩa mua mấy triệu, 10 triệu cái gì đấy đúng không? Và nhà đầu tư thì khóc thét lên là bao giờ anh lại mua tiếp, đúng không ạ? Bao giờ anh lại mua tiếp 10 triệu cổ phiếu nữa? Để đưa cổ phiếu Liên Việt Postbank của em về lại vùng 29 đến khoảng vùng 30 nghe cũng khá là căng, đúng không? Bởi vì sau một cái giai đoạn thăng hoa thì tạo lập người ta đã tìm cách phân phối hàng, quan điểm kỹ thuật như vậy. Đây là những cái điểm mà người ta đã tìm cách để phân phối hàng. Và bây giờ thì cũng đang khá là mệt mỏi. Nhìn chung thì ở khoảng vùng 22 là kháng cự. Vùng hỗ trợ tiếp theo đó là vùng 20. Nếu mà bị gãy mất vùng 20 thì đây là một cái điều đáng tiếc đối với cổ phiếu Liên Việt Postbank. Bởi vì sau đó thì nó sẽ tiếp tục bị rơi rất mạnh nếu mà bị bung vùng 20. MSB thì nhìn chung nó vẫn tiếp tục đi ngang, nó chưa có bị gãy kỹ thuật cái gì cả. Nói chung là nhóm banh thì chưa bị gãy kỹ thuật nhiều. Ngắn hạn thì có thể về lại vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Ở đây thì các cái tài khoản mà đang có hàng thì chúng ta canh chốt thôi, chúng ta không ấy. Ở VCI vẫn là những cái tuần mà VCI đi ngang biên kháng cự 65 và biên hỗ trợ kỹ thuật 60. Trong tuần vừa qua thì nó đấy các anh chị, nó đạp về vùng 60 và sau đó nó kéo lại, và rất có thể là tuần tới thì nó lại bắt đầu nó bị đẩy lại về vùng 60, và tạm thời thì chúng ta sẽ đi phân tích ở VCI trong một cái biên hẹp như vậy. SSI nhìn chung thì cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến các anh chị. Hồi lên cùng lắm thì lên lại vùng 4445 thôi. HCM cũng xấu, nhìn HCM chia cổ tức à? HCM chia. Nhưng nhìn chung sau chia thì nó đi ở ngang quanh vùng 38. Hiện tại đang đi vùng 38, vùng 40. SHS cũng không có gì cả, 35 đến biên 40. CTS cũng như vậy, vùng 26 đến vùng 30. MBS vùng 31.5 đến vùng 35. Bứt được 35 thì lên 37.5, nó cũng chỉ có hai cái target ngắn như thế này thôi. FTS rồi, nó vẫn đi ở trong một biên 60 đến biên 65. AS đó, AS thì nhìn cái lực cầu thì nó không thực sự là thuyết phục, nhưng cũng có phân tích lại đó là cổ phiếu này thì nó sẽ có khả năng kéo lại xu hướng ở vùng 21. Tôi có hàng thì cũng chốt thôi các anh chị ạ. Nhìn cái mẫu hình này cũng không yêu lắm. VND thì đánh hơi kinh, VND thì đánh hơi kinh, không biết là định như nào đây. Riêng đối với VND thì chúng ta thấy rằng là sau một cái giai đoạn nó đi hỗ trợ đây 48.5, vòng còn nói lên vùng 48.5 đó là hỗ trợ về mặt trung hạn. Không gãy vùng này thì các anh chị cầm VND cứ cầm. Với lực cầu này và VND sang tuần mà test mà không gãy 55 á, thì may mắn đấy, may mắn thì chúng ta sẽ có thể có thêm một cái target nó xa xa hơn đây một tí, khả năng sẽ kéo lên khoảng vùng 60, khoảng vùng 60 đến khoảng vùng 65. VX nhìn thế mà cũng lon ton phết, lên được đến vùng 22.5 rồi. Khả năng chạm đến vùng 2.5 này nó sẽ chỉnh kỹ thuật. Nhịp này thì có vẻ tạo lập lại đang muốn đánh VX, bởi vì cái con này khi cả thị trường mà xanh á thì nó sẽ đỏ, nhưng khi cả cái nhóm ngành đỏ thì nó sẽ xanh. Nó sẽ đánh ngược lại như vậy. Khỏe thì lên tiếp được khoảng vùng 24, các anh chị đang cầm ở con VX thì có thể canh ở khoảng vùng 24, khả năng là sẽ lên được vùng này. Rồi các anh chị, nhóm banh ở nhóm chứng khoán thì cũng sẽ đi nhanh như vậy thôi, bởi vì nó cũng không có nhiều các yếu tố đột biến. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sang trong cái phần 2. Trong cái phần 2 Nhung đã nói từ đầu, đó là
Chúng ta đã đi phân tích các cái danh mục có thể tạm gọi là siêu cổ phiếu, bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì nó đã cho những cái mức tăng lợi nhuận tương đối là tốt và nó đã giúp rất nhiều nhà đầu tư thành công, đúng không ạ? Và đây đều là các mã cổ phiếu cơ bản có penny, có rồi các cái hàng cổ phiếu mà nó có 1.000, 2.000 thôi à. Tí nữa cũng sẽ phân tích cho các anh chị một cái mã cổ phiếu chỉ có 1.000 thôi à, và bây giờ nó lên được đâu đó 2-3.000 đấy đó. Đó, nó nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà cái tỷ suất lợi nhuận của nó cũng tương đối tốt. Quan trọng là chúng ta biết được cái cách mà lựa chọn những cái thời điểm mà để chúng ta lên lên tàu. Ok, Đạt Phương thì bây giờ là siêu phẩm rồi đúng không anh chị? Đạt Phương đang được định giá 100 và nhìn với xu hướng hiện tại như thế này thì khả năng là nó sẽ đi về được đúng cái mệnh giá đã định giá, gọi là định giá cơ bản. Còn về kỹ thuật thì Đạt Phương sẽ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu tiếp theo của Đạt Phương, đó là khoảng vùng 85.5 đến vùng 90 sang tuần tới. Và sau khi mà nó vượt thoát vùng 85 ở đây mà nó bứt phá thành công và nó test lại không gãy thì target 100 của Đạt Phương nó là trong tầm rồi. DG, một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư tương đối là dài, và cái mã cổ phiếu này thì nó dài lắm, nó dài từ cái tận vùng trước chia các anh chị nhỉ, trước chia đâu đó khoảng vùng 25 26 ở đây. Và chúng ta nâng target lên vùng 35, sau đó thì có phân tích một cái điểm chỉnh kỹ thuật của nó ở đây là vùng 30 đến vùng 31. Các anh chị cứ xem lại những cái bản tin tuần cũ có hết, nó còn mãi với thời gian. Đó, không có câu chuyện nói trước nói sau gì cả, và đến bây giờ chúng ta xây target của DG lên đến tận vùng 50 rồi. Và đối với DG trong ngắn kỹ thuật ngắn hạn, DG được định giá nhé, về định giá cơ bản thì DG đang được định giá khoảng tầm vùng 5x đến vùng 6x, tức là nó đang đi vào cái biên định giá. Như vậy thì cũng gọi là tạm gọi là phần cuối của chu kỳ sóng, phần cuối của chu kỳ sóng trong cái phân tích định giá cùng lên. Thế thì DG sẽ có, sau khi mà hoàn thành 5x thì tuần tới DG sẽ test lại biên 48, chắc chắn là sẽ test lại cái vùng như vậy. Đó, vùng 48, vùng 50, và vùng này thì đối với những anh chị em đang cầm DG hoàn toàn chúng ta có thể canh gom thêm, bởi vì chúng ta vẫn còn một target ở vùng 60, tức là gọi là hoàn thành cái target cuối cùng của DG trong cái nhịp phân tích kỹ thuật. Còn bung vùng 60 rồi thì đó thì vùng lại tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một cái hành trình tiếp theo, nhưng tạm gọi là DG nó sẽ là như vậy. Nam Long NLG cũng được phân tích mua. Nó hơi muộn một tí nhưng không sao, nó cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu từ vùng giá 50 mà lên đến vùng 60. Trong phiên ngày hôm nay thì 55 đã có lúc thủng thủng chọc thủng cái vùng 60, nhưng sau đó kết phiên thì Nam Long đang đóng cửa vùng 58 đến vùng 60. Thế thì bây giờ là ông sẽ chứng minh cho các anh chị đấy, đây là phiên giao dịch của ngày hôm nay, nhưng từ ngày hôm qua thì ông đã có chuẩn bị sẵn một cái kịch bản Nam Long rồi. Đây là một trong những cái phân tích chuyên sâu mà khi các anh chị mà về á thì sẽ được thừa hưởng lại, và các anh chị nắm ở trong tay mình nó giống như một cái la bàn á, và chúng ta nắm được là về đến đó thì cổ phiếu nó sẽ như thế nào, và chúng ta sẽ có những cái tương tác một một. Đấy là phần hỏi đáp ở trong cái phiên giao dịch trực tuyến, thì ông Lê sẽ là người mà sẽ trả lời tất tất tật các cái câu hỏi của anh chị đó, lần lượt sẽ trả lời hết. Thì đối với Nam Long đây, đó, khi tiệm cận lại cái vùng 60 đến 60 ấy, thì sẽ rung lắc 1 đến 2 phiên để đánh giá cái xu hướng đi tiếp theo. Và biên test kỹ thuật có thể tính toán ở biên 58 đến biên 6X. Biên này ổn và break tại vùng 6X thì nó còn một cái target cuối cùng ở vùng 70. Đó. Thì đây ngày hôm qua các anh chị, và đây hình như là mấy giờ? Đó, 21 giờ. 21 giờ 30 ngày hôm qua thì có phân tích một cái câu hỏi, và một cái câu hỏi về HDC này, đó, ví dụ về HDC, về Nam Long, về LCG, về Đạt Phương, về LHG, về HPG, ITC, đó. Tức là mình đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản là về đến 60 thì chắc chắn nó sẽ lắc, và đây là một cái điểm lắc, và điểm lắc này thì nó đã lắc đúng về điểm 58. Vậy thì điểm lắc này để làm gì? Để chúng ta biết được nếu về đến đó chúng ta đừng có mua nữa, nó lắc rồi mua làm cái gì nữa, cùng lắm thì có hàng để chúng ta chốt, canh để chúng ta chốt. Trong trường hợp ví dụ như nó lắc gãy vùng 58 thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải chốt thôi. Đó, bởi vì chúng ta đã tiếp cận Nam Long từ những cái điểm sớm như thế này thì chắc chắn là khi cổ phiếu nó gặp những cái tín hiệu nguy hiểm chúng ta chốt. Rồi. Cổ phiếu LCG các anh chị, LCG là một mã cổ phiếu được khuyến nghị trước chia, và nôm na thì các cái điểm mua là nói hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không nói lại nữa, và chúng ta sẽ nói đến cái target đầu tiên mà LCG có thể hướng đến, đó là vùng khoảng vùng 20 đến vùng 21. Nhìn tín hiệu này thì tương đối là đẹp, và nhìn chung á thì LCG bứt
thoát được cái vùng ở đây, đó là vùng 17 cộng là đẹp rồi. Đó, cùng lắm nếu mà thị trường mà nó sọt một phát khoảng 20 50 điểm á, thì cùng lắm thì khả năng thì em này sẽ đạp về vùng 17, tức là test cung lại một lần nữa. Rồi, từ đó người ra đi tìm đường cứu nước đúng không ạ? Đó thì chúng ta lại tiếp tục một cái điểm hành trình ở đây, và quan điểm LCG thì sẽ là một cái mã cổ phiếu khá là chiến lược. Đối với LIG trong hệ sinh thái và điểm mua thì chúng ta không không lo không bàn nữa đúng không ạ? Đó, vùng 14.5 đến vùng 15, vùng này cũng phân tích ở trên nhóm rất là nhiều rồi. Hướng đến vùng giá mục tiêu khoảng vùng 19 đến khoảng vùng 20. TG cũng nằm trong hệ sinh thái. TG thì chính thức là tuần này thì nó đã đạt được cái target phân tích ở đây, đó là vùng 19 đến 19. TG có thể quay lại vùng test cung kỹ thuật. Xem trên tuần. Ok, hôm nay còn đi được. Hôm nay chưa 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 thể hết được. Trên trang kỹ thuật tuần thì nó có thể quay lại test biên 18, khoảng vùng 18, 18, 2 gì đó, nôm na ở khoảng vùng này. Sau đó thì nó sẽ phải hoàn thành tiếp cái vùng giá mục tiêu 20 và vùng 22, đó là các cái target dự kiến tiếp theo. Đây, chúng ta sẽ để như này của TG. Ở cổ phiếu ITC là Đường Lê phân tích khuyến nghị rất là sớm. Đây, ví dụ nha, tìm lại một cổ phiếu ITC. Thì đây này, ITC này, ngày 20 tháng 10, ngày 23 tháng 9 này. Đó, phân tích từ tận đảo lại này, ngày 17 tháng 9, ITC là đảo lại. Đó. Bắt đầu từ 14.5 ngày 17 tháng 9. Bắt đầu từ vùng 14.5 đến vùng 15 là chúng ta đã bắt đầu chiến đấu mã cổ phiếu ITC, ITC nó toàn lộn với cả đó, 14 đến 14.5 đâu đó nôm na đây các anh chị này. Sau đó thì chúng ta nâng lên cái target 17, từ 17 chúng ta nâng lên target 22 các anh chị, từ 17 nâng lên target 22 bởi cái dòng thời gian đấy nó nhiều lắm đấy. 21 tháng 10 là dự báo target cán 22, sau đó nâng lên vùng 27. Và đến phiên ngày hôm qua 22 tháng 10, hôm nay à không phải ngày hôm qua, 22 tháng 10 là tận 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 tuần trước, đến ngày 22 tháng 10 thì trang kỹ thuật rất đẹp này và dự kiến hướng về kháng cự 22 đến vùng 22.3. Đây ngày hôm qua. Sau khi mà nhận diện thấy cái vùng 23 trên 23 rất là đẹp rồi thì tiếp tục có 3 phiên không gãy và cảm thấy có thể là phiên ngày hôm qua có thể đánh trần, nhưng phiên ngày hôm qua không trần được. Và ITC là một cái mã cổ phiếu vừa phân tích kỹ thuật và vừa có phân tích định giá, và ông tiếp tục xây ở cái target của ITC ở lên đến vùng 27, và khuyến nghị là các tài khoản là tiếp tục chiến đấu gom ngay. Và phiên ngày hôm nay thì ok, các anh chị nhìn thấy đây. Đây là một tín hiệu rất là đẹp, vòng đã phân tích từ tận ngày 22. Sau khi mà nó tiệm cận được cái vùng 2 đến 23, đó là những cái giá trị mà Lê mang lại cho nhà đầu tư. Đó. Và không phải là bây giờ mới mua, mà mua cách đây, mua từ ngày 22 tháng 9. À 22 tháng 10, và hôm nay là 29 tháng 10, cách đây 6 7 ngày rồi. Và chúng ta đã có một cái phân tích định hướng về ITC có thể lên được đến vùng 27 và các cái điểm mua kỹ thuật của nó, đó là các cái điểm test kỹ thuật ở biên 22 hoặc biên 23. Rất đẹp, cổ phiếu này nó sẽ về 27. C2 thì thôi khỏi cần bàn các anh chị nhỉ, nói mãi rồi, nói gọi là nói từ những cái thời điểm mà em mới còn trong trứng nước ở vùng 16.5, vùng 17. Ok, tuần này C2 quá đẹp rồi các anh chị, hoàn thành vùng giá mục tiêu 22 và đang có biên test kỹ thuật dự kiến 21.5 đến vùng 22, tiếp tục gom hàng, gom tiếp để đưa lên target 24. Thủng target 24 thì chúng ta sẽ đưa lên target 27, 28 ở đây, và thậm chí có thể vùng 3x, bởi vì C2 khi mà nó có một cái quá trình tích lũy nền như này rồi thì C2 nó sẽ đi theo những cái sóng rất là dài. Và đấy là những cái yếu tố kỹ thuật Mùng Lê rất thích, Mùng Lê thường là như vậy. Ngắm những cái mã cổ phiếu mà nó đang ở những cái trạng thái tích lũy cứ thế âm thầm gom, gom xong thì cổ phiếu nó chạy, chạy xong thì thế thôi, kệ thôi, bây giờ ta sẽ target. Ai muốn mua thì mua, ai muốn bán bán, không quan trọng. AGG cũng có khuyến nghị đầu tư. Bản thân AGG thì con này nó cũng lái thôi. Vùng 42, 43.
Hiện tại thì đã đạt cái target 48 rồi và dự kiến thì có thể lên được vùng 52. Các tài khoản mà đang cầm AGG thì chúng ta lưu ý ở cái điểm này. Gãy vùng 48 thì thôi, chốt tạm bán thôi. Có tiền cà phê cà pháo như vậy là cũng được rồi. S99 cũng là một mã cổ phiếu được đánh giá rằng là có thể tạm gọi là siêu phẩm trong cái thời gian vừa qua. Bởi vì sao? Bởi vì S99 là chúng ta cũng mất tốn rất nhiều thời gian để gom tích lũy, và đặc biệt là sau cái nhịp chỉnh đó thì cũng có phân tích lại ở vùng 17.5, vùng 18 cho các anh chị. Sau đó thì chúng ta tiếp tục, khi mà cổ phiếu này đạt được đến cái ngưỡng target ở vùng 22.5 thì chúng ta có phân tích một cái ngưỡng chỉnh kỹ thuật của nó ở đây. Các anh chị có thể bản tin tuần mới trước tuần trước thôi, nó đang nóng hổi đó, xem lại nó sẽ có. Và mục tiêu thì lên lại vùng 25 đến vùng 26. Phiên này chạm 26 nó chỉnh kỹ thuật, và chỉnh cái này thì theo quan điểm kỹ thuật cùng lên là bình thường. Nó sẽ chỉnh một hai phiên chỉnh cung ở đây, và trong nhịp này thì S99 sẽ đánh lên khoảng vùng giá 3x. 3x mới là cái target, gọi là tạm gọi là target cuối cùng của S99 ở trong cái nhịp này. Rồi các anh chị, rồi HBC. HBC cũng là một cái tạm gọi là một mã cổ phiếu siêu phẩm đúng không ạ? Và ngay từ khi mà HBC tiếp cận đến HBC thì ông Lê đã có nói đến cái câu chuyện là ngắm ở HBC ở một cái trend kỹ thuật dài. Và đến tại thời điểm này thì HBC cũng đang đi đúng theo những cái gì Mùng Lê phán đoán các anh chị nhé, đang đấy, đấy là những cái phán đoán mà chúng ta dự báo thôi. Và ví dụ như Hùng dự báo tuần là nó có thể đánh lại vùng 18 đến 18.5 thì phiên ngày hôm nay là nó đánh lên gần 19, như vậy là nó khá khá đúng với cái phán đoán trong một cái tầm nhìn trung hạn của cổ phiếu HBC. Các anh chị phải lưu ý như vậy, những cổ phiếu nào mà được Hùng nói nhiều á, đấy là những mã cổ phiếu rất là tốt. Các anh chị note te lại để có thể có những cái điểm mua hoặc là có những cái chiến lược riêng cho mình. Rồi đối với HBC sang tuần nó sẽ chỉnh cung, chắc chắn nó sẽ chỉnh cung và điểm test kỹ thuật 18 18.5 mà không gãy đó, và lực cầu tiếp tục vào trên 15 triệu cổ phiếu thì các anh chị full margin dùng lên đó. Khuyến nghị HBC 18.5 trên 18.5 đây, xu hướng chỉnh cung về kỹ thuật cực nét không gãy, test thành công ở vùng 1.400 điểm, full margin các tài khoản đang cầm đối với HBC rất đẹp đó. Và khi có những cái định hướng của Lê như vậy thì gần như các anh chị trong team của Lê cầm những cái mã cổ phiếu mọi người cũng rất là tự tin đó, ít nhất là cũng được cái ông gọi là chim lợn, là mọi người hay nói là chim lợn hay là cái gì đấy, bảo là cầm thì chúng ta cứ cầm đúng không ạ. Rồi LDG cũng một mã cổ phiếu rất là hay. Chúng ta cũng đã có những phân tích về mã cổ phiếu LDG, và cơ bản trong tuần trước chúng ta có nói đến vùng 8.8 đến vùng 9, và phiên ngày hôm nay thì LDG có một phiên nước rút tương đối là đẹp, xu hướng ngắn hạn về 10, các anh chị tiếp tục cầm. Mã cổ phiếu sell sell như nào các anh chị? Đó, sell đó thì sell các anh chị có thể xem lại đây, ở những cái vùng tiếp cận mà chúng ta phân tích một sóng lên ở vùng 8.4, 8.5 ở đây này, rồi chúng ta đưa lên vùng 11, xong đó một vài các cái nhịp chỉnh, và đặc biệt là cái nhịp chỉnh này Lê có nhấn mạnh rằng nhịp này sell sẽ đánh và chắc chắn là nó sẽ có thể về lại vùng 13 đến 14, chắc chắn nó sẽ đánh, nên là khuyến nghị các anh chị cầm đúng không ạ. Không phải bây giờ sell nó có những cái cây nến như thế này thì mới nói đâu, các anh chị cứ xem lại những bản tin cũ đi, xem mình có nói như vậy không đó, mà những cái gì ông đã nói thì mình rất là nhớ. DGT cũng được khuyến nghị đầu tư, nhịp một là đánh một nhát rồi đưa được về target 40 trên 40, và sau đó ông nhận diện thấy rằng là không ổn và chúng ta cần phải tiếp tục hành trình đó. Ví dụ đây DGT, chúng ta cần phải tiếp tục hành trình cổ phiếu này DGT, hình như mạng nó lỗi thỉnh thoảng đó, ngày 16 tháng 9 hình như vậy đó, là bắt đầu tiếp cận đến DGT 30 đến vùng 31, 30.5 đến vùng 31, đó là vùng mà bắt đầu tiếp cận đến DGT 30.5 vùng 31 đó, nôm na là như vậy. Thì sau đó nó lên được target 40, lên được target 40 rồi thì vẫn thấy không ổn và cần phải vào lại ngay. Vào lại ngay thì hiện tại là DGT cũng đang có những điểm test kỹ thuật tương đối đẹp ở đây để đưa target của em này lên vùng 5x, và con này thì nó thuộc về mảng giao thông. Cổ phiếu L18, L18 các anh chị, L18 có gọi là siêu phẩm. L18 đang gọi là siêu phẩm đây. Thì L18 cũng nên tiếp cận đến L18 đâu đó ở khoảng vùng 30 đến vùng 30.5 đây. Lên 50 xong đó chỉnh cung lại kỹ thuật ở đây. Về vùng 40, và vùng 40 thì dự kiến bắt lại đây L18. Đó.
Đây này, ngày 11 tháng 10 sau khi mà chạm chạm vùng target 80 thì em này đang chỉnh và cơ hội làm vòng tiếp theo sẽ ở khoảng dự kiến quanh vùng 40. Em này đi giống L14 và nhìn cách đi thì dự cùng một đội tạo lập, tức là sau cái ngày 11 đây, sau khi mà nó chạm được cái target 50 trên 50 á thì cũng bắt đầu phân tích một cái nhịp chỉnh kỹ thuật để các cái tài khoản mà chúng ta có thể gom lại ở quanh vùng 40 mà nó đây này. Nó suy soát nó tí tẹo vùng 40 ở đây nó cân lên. Đó, và bây giờ thì nó gần như nó vượt thoát hết các cái kháng cự tuần rồi. Nếu thị trường có đạp á, thì nó cũng chỉ đạp lại đây thôi. Nói chung là đó, nói chung khoảng vùng 55, 56 đây và lại tiếp tục gom. Bởi vì cái mã cổ phiếu này là mã cổ phiếu được xác định là đánh trung hạn, tầm trung hạn thì cứ đỏ là chúng ta gom. Xanh thì có thể đẩy bán bớt đi một tí, tức là chúng ta đánh theo những cái hình sin. Đó, anh đánh hình sin này. Ví dụ nó chạm 65 còn nó có thể chỉnh tí tẹo đây. Đó, chạm về 65 có thể chỉnh về 55. Đó, 65 bán bớt và đây. Chúng ta nhìn những cái nến kỹ thuật này thì hoàn toàn chúng ta có thể hình dung ra được. Và cái đường đi thì ông Lê hoàn toàn xây cho các anh chị được những cái điểm kháng cự. Đấy là những cái điểm chúng ta có thể bán bớt. Sau đó chúng ta cover lại hàng. À rồi, nhóm ngành xây lắp rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Để uống một ngụm nước đó. Rồi, đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì cách đây khoảng độ 3-4 tuần thì nó Hùng không nhớ lắm. Thì cũng đã bắt đầu định hướng về cái dòng tiền và khả năng nó sẽ đánh vào dòng bất động sản công nghiệp và cổ phiếu IDC sẽ là cái mã cổ phiếu được gọi là tâm điểm. Tâm điểm để nó lead cái dòng bất động sản công nghiệp. Và IDC thì chúng ta phân tích từ cái thời điểm nào các anh chị nhỉ? Đâu đó nó cũng xa xa rồi đấy. Xa rất xa, xa rất xa. Đây, từ những cái vùng mà có cái mũi tên chọc chọc này là chúng ta có IDC hết rồi. Đó, xa lắm rồi. Và tuần này thì IDC cũng đã, sau tuần trước nó hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 65. Sau khi hoàn thành xong rồi thì cứ thế nó chạy miết thôi. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đã xây lên target của IDC lên vùng 78 và cao hơn sẽ là vùng 83.5 đến vùng 85 ở đây. Đó là đối với IDC và các cái tài khoản mà đang cầm đối với IDC có thể canh test ở quanh vùng 72, 72.5. Đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể gom tiếp IDC cho một cái nhịp đánh tiếp theo. IDC thì có phân tích định giá, có phân tích định giá và định giá của nó thì cao lắm các anh chị. Tạm thời chưa tiết lộ. Cổ phiếu nữa là cổ phiếu SSC là nó nằm trong mã ngành của nhóm công nghiệp và cũng được cùng phân tích. Theo chiều dài lịch sử, nói chung là SZC cũng bây giờ cũng không biết từ đâu đến đâu nữa đâu. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, từ ngày 5 tháng 10 này, SZC này. Đó. Từ ngày 30 tháng 7, tháng 8 này, mùng 9 tháng 8 này, 22 tháng 9 này, đó và mùng 5 tháng 10, 18 tháng 10, 22 tháng 10, 25 tháng 10. Đó, vậy thì chúng ta có những cái dòng thời gian như vậy để chúng ta xem được là cái lịch sử của cổ phiếu nó đang đi như thế nào và chúng ta đang xây như thế nào. Thì sau khi nó hoàn thành cái target 6x ở đây thì IDC đã có những cái điểm test kỹ thuật tương đối đẹp ở vùng 58.5, vùng 60. Xu hướng thì chúng ta sẽ nâng target của em này lên vùng 65, vượt thoát vùng 65 thì sẽ có vùng 70. LHG cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư và LHG một mã cổ phiếu cũng tương đối là hay các anh chị. Tuần này thì nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 58.5 đến 58.5 và nó sẽ có những điểm test kỹ thuật dự kiến ở khoảng vùng 56 năm. Chúng ta sẽ quan sát ở đây. Vùng này vẫn ổn định, lực cầu vẫn ổn định, mọi thứ không có vấn đề gì cả. Index vẫn trên vùng 1.100 điểm thì mình sẽ xây target của em này lên khoảng vùng 64 đến khoảng vùng 65. MITA, ITA Tân Tạo đúng không ạ? Em này là một em pen, có thể nói là một em pen. Những cái vùng phân tích kỹ thuật mua của em pen này cũng rất là sớm. Nếu như các anh chị mà ở trong team cùng Lê thì mọi người cũng đã nắm được rồi. Ngắn hạn thì em pen này đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu là 8.5 đến 8.5. Dự kiến thì nó có thể quay về vùng 9 và thời điểm hiện tại cũng nói như vậy, thời điểm hiện tại bác Đặng Thành Tâm đang có những cái cánh bay. Ở những cái cánh bay đó thì thôi chúng ta sẽ, nếu như nói những cái cánh bay đó thì Hùng Lê sẽ phải mất một cái video để chia sẻ rất sâu. Nhưng đến thời điểm hiện tại là những cái cánh bay đấy đang rất là hay.
đang rất là hay, và ITA cũng rất có thể nó sẽ bay, và nó sẽ bay qua vùng 9 và thủng vùng 9 thì coi như là xong. Đó thì chúng ta lưu ý một cái ý cũng nhấn mạnh như vậy. Và cổ phiếu SGT tại sao lại phân tích vào cái danh mục này thì mọi người tự tìm hiểu, nhưng SGT là nó cũng đã có một cái hành trình rất là tốt và liên tục trong cái thời gian vừa qua thì mình quan sát vùng 29 đến vùng 30. Nhưng em này chạy hơi nhanh nên bắt buộc trong phiên ngày hôm nay đã phải đua lệnh, bắt buộc trong phiên ngày hôm nay đã phải đua lệnh. Và trong phiên ngày thứ hai kỳ vọng thôi, kỳ vọng có vùng 32 hoặc vùng 32.5 nếu như thị trường có những cái điểm đạp ở đây. Đó thì chúng ta sẽ canh để chúng ta cân mua, và mục tiêu thì em này sẽ thoát thoát ở vùng 35.5 đến khoảng vùng 36. Thì tại thời điểm đó thì ông sẽ nói thêm và chúng ta sẽ chỉ còn đi xây ra ghét của mã cổ phiếu này thôi. IDV là một cái mã ngành nói chung thanh khoản thì nó không được tốt lắm, nhưng về cơ bản của IDV cực kỳ tốt. Nó là một khu công nghiệp có tiếng ở Vĩnh Phúc và nó đang có cái dự án nâng cấp giai đoạn 2. Thì khi cái dự án đó đi vào hoạt động thì cam đoan với các anh chị là IDV không có giá 6x. Chính vì vậy nên là từ cái điểm ở đâu nhỉ? Từ vùng giá 60 đến 61, Lồng Lê đã có những cái khuyến nghị trong team của Lồng Lê là chúng ta có thể nhập ở cổ phiếu này với một cái tầm nhìn ở năm 2022 cho đến năm 2023. Đó. Và doanh nghiệp này cổ tức rất ngon, đều đặn, ổn và có thể chiến đấu. CTI cũng đã được khuyến nghị đầu tư, đúng không ạ? CTI khuyến nghị đầu tư và trong tuần thì CTI đã vượt thoát vùng 18.5, tương đối đẹp. Và chúng ta sẽ chờ chờ cái gì? Chờ CTI có thể nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 18.5 ở đây. Thậm chí nó có thể test lại vùng 18, bởi vì khi mà nó break một cái kháng cự á, thì thông thường là nó sẽ tạo một cái đà hưng phấn. Và sau cái đà hưng phấn đó thì nó sẽ quay về test cung và nó sẽ test những cái điểm kỹ thuật như vậy. Và cái điểm này test ổn định thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích và dự báo về cái xu hướng của CTI. Chúng ta có thể nâng target của em này lên khoảng vùng 21 đến vùng 22 là hợp lý. Rồi, và thêm hai mã cổ phiếu của nhóm ngành gỗ rất là tuyệt vời. Phải nói là như vậy. Tuyệt vời như thế nào thì nếu như các anh chị mà mua theo DLG, theo những cái phân tích của Lê á, thì bây giờ nó đã lãi được một cái mức lãi tương đối là khủng. Và rất nhiều những anh chị em là có nhắn tin có bảo với anh Hùng là em chốt đúng đỉnh anh ạ, chốt đúng 8. Thì thực ra là DLG nếu nói gọi là đúng đỉnh thì nó khả năng nó chưa phải là đỉnh ở vùng 8 đến vùng 8.2 đâu các anh chị. Đó nó chỉ là một cái kháng cự ngắn thôi, tức là một cái target mình lên phân tích đến đó. Và sau cái kháng cự đó thì bây giờ đang ke lại ở vùng 6.5. Đây này, đây là các cái vùng ke này, các vùng ke giá vùng 6, vùng 6.5 để chúng ta phân tích thêm cái ý đồ tạo lập của em này, và sẽ chờ phiên giao dịch của ngày thứ hai để chúng ta đánh giá thêm khi mà cổ phiếu này quay lại về vùng 8 đến vùng 8.2 thì nó sẽ có những phản ứng ở đây như thế nào. Và chờ cái phản ứng đó thì chúng ta sẽ phán đoán được ý đồ tạo lập. Còn hiện tại thì vẫn đang để là 8 đến 8.2, đó là của DLG. TTF cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư, và TTF thì Hùng Lê đã tiếp cận đến TTF tương đối là sớm. Và mã cổ phiếu này thì rất là hay. Ngày 7 tháng 10 chính thức là chúng ta có nói đến TTF ở vùng giá 7.75 đến vùng 7.559 à 7.55 đến 7.59. Một cổ phiếu của ngành gỗ thanh khoản đang duy trì khá tốt trên 3 triệu một phiên, và phiên nay thì là chúng ta sẽ canh vào vị thế, và sau khi vào vị thế đúng xu hướng thì cứ thế là anh em chúng ta chiến đấu thôi, chúng ta không có cái gì cả. Đấy. Thì sau đó thì chúng ta nâng được một cái target của TTF lên vùng 9. Đó, lên vùng 9 rồi thì tiếp tục xúi dạ anh em là ke tiếp cái vùng 89, 87, 88 bắt, nhưng mà cuối cùng là chỉ bắt được duy nhất một cái lệnh ở trong cái phiên giao dịch của ngày ngày 26 tháng 10 là bắt được một lệnh 889 ở đây thôi. Không ke nổi, không ke nổi các anh chị. Và những cái lệnh ke đó là gần như đã có ở đây này. Không không biết là phân tích ở đâu, nói chung là nhiều lắm, nhiều nhiều nên là đấy, chỉ ke được lệnh 89 thôi, chứ còn lệnh 88, 87 là gần như chưa chưa có. Và định giá
nói phân tích định giá thì nó cũng hơi điêu, bởi vì con này mà phân tích định giá thì mọi người lại cười. Nói đầu cơ đi. Ok, đầu cơ thì chúng ta sẽ nói đến ở khoảng vùng kháng cự khoảng vùng 10. Và sau khi bay 10 thì nó có một cái vùng khoảng 11.5. Đó, bay 11.5 thì chúng ta có khoảng vùng 12.5, và bay 12.5 thì chúng ta lên 14. Đó, gọi là định giá thì như vậy là chúng ta đã có một cái target tương đối kỳ vọng đối với TTF. Còn tùy các anh chị. Còn với Hùng Lê thì là kỳ vọng như vậy. Rồi, đối với cổ phiếu nhóm ngành đá cũng rất là hay. Rồi, chúng ta sẽ nói đến DHA. Thì DHA trong phân tích tuần thì cũng có nói rồi các anh chị, là chúng ta sẽ nhìn cổ phiếu này trên trend tuần thôi, trend ngày nó khó nhìn lắm. Thì mục tiêu tiếp theo của DHA đó là DHA công lại vùng 56.5 và sau đó sẽ công 61.5. Tuần này thì nó suýt soát chạm cái kháng cự nhưng nó bị rụt cổ lại một tí, không sao cả. Khả năng là nó sang tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường chung ổn định thì nó sẽ đánh thoát vùng này thôi. Gặp kháng cự thì bao giờ nó cũng thế. Bao giờ nó cũng bị rụt đầu rụt cổ lại. KSB thì cũng hơi tốn nhiều giấy mực. Ở cái giai đoạn trước này thì chúng ta đã gom KSB rất là sâu rồi, giá rất là sâu, nói chung là không phải sâu mà là cực kỳ sâu. KSB chúng ta phân tích một cái nền tảng hỗ trợ kỹ thuật của KSB ở vùng 24 đến vùng 25.5, và các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần ở khoảng ngày 16 tháng 7, khoảng những cái bản tin tuần ở trong vòng tháng 7 thì sẽ nhận diện được những cái phân tích kỹ thuật của KSB ở đây. Và đến bây giờ thì vẫn đang tiếp tục theo đuổi một cái hành trình của KSB. Trong tuần thì KSB cũng đã break kháng cự tương đối là tốt. Nhìn thế này kháng cự đã tốt. Đang có xu hướng test lại. Test lại ở biên 38 và nhịp này thì lên khoảng vùng 42 hợp lý. Ở NNC, chúng ta phân tích NNC ở góc độ như thế nào? Đó là một góc độ kỹ thuật đánh dài. Ở phân tích từng nền một, và đến thời điểm hiện tại là chúng ta có một cây nến tuần đóng cửa trên vùng 30 cộng. Sau những cái cây nến khá là hứng phấn thì ok, cổ phiếu trả cung thôi. Đấy là câu chuyện rất bình thường. Và chúng ta sẽ chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật của em này ở khoảng vùng 29.5 đến khoảng vùng 30. Đây là cái vùng tín hiệu kỹ thuật, và theo như dự báo của ông Lê thì cổ phiếu sẽ bắt đầu có những cái tín hiệu đảo chiều pha xu hướng ở đây. Và vùng này thì chúng ta có thể canh gom thêm NNC khi lực cầu quay trở lại khoảng trên 300 đến 400 nghìn cổ phiếu. Rồi, nhóm ngành Viettel thì chỉ mỗi mã cổ phiếu VGI thôi. VGI là một mã cổ phiếu mà mình phân tích khuyến nghị đầu tư ở trên nhóm. Và target ở cái nhịp phân tích này thì đang ở vùng 40. Ngắn hạn thì VGI đây đang có những cái điểm test kỹ thuật, thì những cái điểm test kỹ thuật 36.5 này là đã phân tích rồi. Đây, ví dụ như này. Đó, thì có một cái điểm mua ở đâu này. Ngày 14 tháng 10 có khuyến nghị một điểm đường về 4x này. Rồi, ngày 27 đây. Phiên này ở vùng 37.4 đến 37.6 cân thêm, tức là phiên ngày 27 tháng 10 là có khuyến nghị cân thêm, mà hôm nay là 29, tức là cách đây trước đây 2 phiên. Đó, trước đây 2 phiên thì đây là điểm mà khuyến nghị bắt thêm, thì đó, sau điểm bắt thêm này thì nó có hai cái tăng để giữ lại cái vùng 4x. Đó, ví dụ như vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề nó sớm. Chứ còn bây giờ lên 4x rồi có khi mua xong thì nó lại đạp lại về vùng 36, ví dụ như vậy. Ở trong nhóm ngành dệt may thì trong giai đoạn vừa qua có khuyến nghị đầu tư mã cổ phiếu DTD. TDT lắm mã thế, nó lẫn lộn hết. Thì đối với mã cổ phiếu này các anh chị em đã mua từ những cái vùng rất là thấp ở đây, vùng 14 à, vùng 13, 14 gì đó. Và hiện tại thì đã nâng target của em này lên 18, và về mặt lý thuyết thì trong tuần cổ phiếu này đã đạt target 18/18. Thường khi gặp kháng cự thì cái sự vận động chung nó là như vậy, cổ phiếu sẽ chỉnh, và những nhịp chỉnh ở đây khoảng quanh 17 ổn định thì chúng ta sẽ gom tiếp, và dự kiến trong nhịp này thì nó sẽ lên lên khoảng vùng 20. Ok, 20, khoảng 20 hợp lý. Mạnh hơn thì sẽ lên vùng 22, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ nói đến vùng 20 đã. Còn cái kháng cự 22 này thì chúng ta sẽ phân tích sau.
Cổ phiếu TNG trong thời điểm hiện tại, chúng ta tiếp cận đến TNG như thế nào? Đó là điểm mua break. Tiếp cận với TNG đó là điểm mua break anh chị. Điểm mua break. Vùng vùng ke quanh, có thể chúng ta có thể gọi là ke quanh vùng 32. Cho dự nhịp này lên khoảng vùng 35, với các tài khoản mà chúng ta đang cầm TNG thì chúng ta có thể canh mua thêm với một cái dự kiến như vậy. Còn cái điểm hỗ trợ trung hạn của TNG thời điểm hiện tại chúng ta sẽ xác nhận là điểm 30, tức là nếu như không thủng 30 thì TNG sẽ có những câu chuyện ở trên này, còn nếu thủng 30 thì thôi, thủng 30 thì thôi, chúng ta không nói chuyện nữa, đúng không ạ? Cổ phiếu VGT ở thời điểm hiện tại là trong tuần thì VGT cũng đã chính thức break nền 23. Nền 23 này tương đối đẹp đấy các anh chị này. Và lực cầu đang tương đối tốt, phiên nay có một phiên test kỹ thuật khá ổn. Sang tuần tới các anh chị có thể canh VGT ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Các anh chị có thể canh mua ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích những mã cổ phiếu penny, những hàng siêu phẩm, những hàng đầu cơ. Và những cái hàng này cũng là một cái món ăn không thể thiếu trong đội nhóm của Hùng Lê, bởi vì nó đã cho những cái target rất tuyệt vời, phải nói là như vậy. Và đầu tiên thì Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu PVL. Đành phải làm vòng 3 các anh chị ạ. Đó, cay đắng như vậy, đành phải làm vòng 3. Tức là con mã cổ phiếu PVL này là cũng có phân tích ở vùng 3.9, vùng 4, sau đó là nâng lên khoảng vùng 8 này, bán này. Đó, vùng 8 bán xong thì là đành phải trao lại vòng 3 PVL. Đó, ví dụ như vậy. Thì trong phiên ngày hôm qua, hình như là trong phiên ngày hôm qua, ngày 18 tháng 10, trong phiên ngày hôm qua đành phải làm vòng 3. Và những cái điểm gom ở quanh vùng 8.9, vùng 9, nếu mà đã bị đạp sàn thì chờ góp tiếp ở vùng 7.3. Nói chung nôm na là PVL chưa hết sóng thì đành phải làm vòng 3. Và sau khi gom phiên ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay là PVL đánh lên đến vùng 9.9, gần như cũng là vùng kịch trần, đúng không? Nôm na nghe phong phanh thôi các anh chị nhá, cái này là nghe phong phanh thôi nhá, các anh chị nghe phong phanh thôi nhá, nghe phong phanh là khả năng lên 14. Đó, và từ vùng hôm qua ta gom vùng 9 lên vùng 14 đó, là đâu đó một đang còn một cái target nó khoảng tầm khoảng tầm 40% nhỉ, 30-40% trong nhịp này, như vậy là vẫn còn được, đúng không ạ? Cái em thứ hai mà chúng ta nói đến đó là MBG. MBG cũng là một cái phần không thể thiếu, và sau khi mà MBG đạt 14/14 ở đây thì Hùng Lê có phân tích một cái điểm nhấn kỹ thuật của em này ở vùng 9.5 đến vùng 10. Đây. MBG. Đó, và ngày 11 tháng 10 thì Hùng đã có phân tích là MBG sẽ chỉnh cung hợp lý ở khoảng vùng 9.5, vừa đây là vùng chúng ta răng lưới để làm trận mới của MBG. Tức là vùng 9.5 đến vùng 10 sau cái nhịp chỉnh kỹ thuật đó. Đây, ngày 11 tháng 10 đấy các anh chị này. Đó. Thì chúng ta răng lưới, và những cái lưới đã được răng ở đây. Và sau đó thì khi mà có cái lực cầu bắt trở lại ở đây thì chúng ta sẽ có những điểm 11.5. Tuần này thì hơi tiếc nuối một tí là phiên ngày hôm nay nếu như nó đóng cửa trên 15 á, hoặc là đóng cửa 15 á, hoặc 14.5 thôi là đẹp. Nhưng mà hơi tiếc nuối một tí là nó lại tụt về 14.3. Hơi tiếc. Thì cũng không sao cả, bởi vì sau khi mà cổ phiếu break á, thì nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật ở đây. Và Hùng Lê sẽ chờ một cây nến tuần, nôm na là như vậy, một cây nến tuần lấp lại vùng 15 cộng thì khi đó sẽ đi xây target. Và nếu nhìn về mặt trung hạn là các anh chị, MBG có thể lên vùng 20, thậm chí có thể lên vùng 30-40 ở trên này. Và các anh chị cứ chờ đi. Bởi vì khi mà cái thằng này nó đánh á, là nó đánh tới bến luôn, chứ nó không đánh một hai cái chen bé tí bé tẹo ở dưới này đâu. Đó, và đây cũng là một dự kiến, cũng sẽ là một siêu phẩm. Rồi, cổ phiếu HSL cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư ở trên nhóm, và đến phiên ngày hôm nay thì gần như ở những cái vùng phân tích kỹ thuật ở đây hỗ trợ ở vùng 8 nha, 7.7.7 và 7 mấy đấy này, 7.7 đến vùng 8, và HSL thì liên tục được nói.
Đến thời điểm này thì nến tuần đẹp rồi. Và nó chỉ cần bay vùng ở đây nha, vùng 9.3. À 9.2 thôi, chỉ cần bung vùng 9.2 là đẹp rồi. Dự kiến thì nó kỳ vọng nho nhỏ thì về 10 và sau đó về 11 đối với HSL. VTV bài hát tôi yêu. Nó vui với mọi người trên nhóm là ủng lên mua cổ phiếu này làm của hồi môn cho con gái. Kệ. Phân tích tiếp cận đến VTV rất sớm ở vùng 5 đến vùng 5.5. Chính xác như vậy, sau đó thì VTV có một nhịp đánh ở đây. Và tiếp theo lại tiếp cận lại VTV ở vùng 6 đến vùng 6.2. Và kể từ đó thì chỉ có mua thôi. À rồi, sau đó lại tiếp cận tiếp VTV ở vùng 7 đến vùng 7.2. Và hiện tại thì nâng target của cổ phiếu này lên 9 và trong tuần thì cổ phiếu này đạt target tuần ở vùng 9. Target tuần thứ hai của VTV sẽ đánh ở vùng 10 và target tuần thứ ba của VTV sẽ đánh ở vùng 13, 12. Và đấy là các cái target lần lượt mà VTV sẽ triển khai. Đó. Và chúng ta sẽ chờ. HQC cũng như vậy, rất là tuyệt vời rồi. HQC thì trong team cùng Lê các anh chị là đánh tưng bừng lắm. Và cây nến tuần của HQC đã chính thức break vùng 5. Và nói vui với mọi người là break vùng 5 thì chỉ có kê cao gối ngủ thôi và lực cầu đã đạt trên khoảng 130 triệu cổ phiếu trên một tuần. Đó, HQC. Và HQC thì ông Lê cũng tiếp cận cổ phiếu này rất là sớm. Sớm lắm. 17 tháng 8. 17 tháng 8 là nôm na là ở vùng 3.35 của HQC. Đó anh chị, vùng 3.35. Sau khi mà cổ phiếu này có một nhịp đạp ở đấy á, thì cũng bắt đầu tiếp cận lại đây này, đó là vùng 3 3.3.2 đây này. Đó, tiếp cận nó sớm ở đây. Và chúng ta nâng cái target gần như đến bây giờ thì nó vượt đấy từ ngày 17 tháng 8 cơ mà. Và kỳ vọng này. Hôm nay lúc 10 giờ thì cũng có kỳ vọng là nến có một cây nến tuần trên 5 cộng này, tổng khối lượng vượt 130 triệu cổ phiếu trên nến tuần thì đấy là một cái yếu tố rất là tuyệt vời. Và sau đó thì sẽ xây các target tiếp theo. Đó, ví dụ như vậy thì như vậy là tuyệt vời rồi. Đầu tiên là sẽ xây về 6 và sau đó thì sẽ xây về 7.5 thì đấy là những cái target tiếp theo. Và hiện tại thì bản tin của chúng ta đã khá là dài rồi và Hùng Lê sẽ không còn đủ thời gian để phân tích các cái mã cổ phiếu tiếp theo. Thì trong cái nhóm ngành đầu cơ, các anh chị lưu ý giúp cho Hùng Lê thêm các cái mã cổ phiếu như sau: mã cổ phiếu TNI, mã cổ phiếu TLD. Đó, TNI này, TNI cũng đang rất là đẹp này. Đó, Hùng sẽ view cho các anh chị đó, TNI trên nến tuần này, TLD trên nến tuần này. Cổ phiếu FTM đã được phân tích, khuyến nghị đầu tư trong phân tích cho các anh chị rồi này. FMT cũng đẹp rồi này. Thoát 6 là đẹp này. Cổ phiếu HHS ở trên nến tuần này. Đó, xu hướng sẽ đánh về 10 này. Cổ phiếu TMT quà mừng 20 tháng 10. Và con này sẽ trở thành một siêu phẩm, của TMT. Đây chỉ mới là khởi nguyên thôi. Và kỳ vọng, những cái kỳ vọng của TMT nó phải là 20 rồi 30 rồi 40 đó, và các anh chị cứ chờ cùng lên xem là những cái mã cổ phiếu này nó có đạt lên được những cái target như vậy không, các anh chị chờ. Cổ phiếu ILA cũng liên tục được khuyến nghị đầu tư này, và đến thời điểm này thì ILA nó chỉ cần bung 8.5 thôi là cũng kê cao gối ngủ này. SD6 hiện tại đang chỉnh này và cơ hội chỉnh là để gom tiếp này, gom ở vùng 6.5 đến vùng 6.7 này. Cổ phiếu CDO CDO, CDO đâu? CDO, ok, CDO nào? CDO thì đang đang hơi bị vướng ở vùng 5 ở đây. 5 là kháng cự mà, nó phải break được vùng 5 cơ. Ngắn hạn thì nó có thể test ở vùng 4 đến vùng 4.2 này. KSH thì nó hay đi với CDO và KSH thì đang bị nhỡ hẹn ở vùng 4.5 ở đây. Tuy nhiên, về quan điểm kỹ thuật là KSH sẽ đánh và sẽ chỉnh lại về vùng 39 đến vùng 4 này, có thể gom tiếp này. Ok, ngắn hạn như vậy, đảo qua như vậy một số các cái mã cổ phiếu penny, còn lại thì các anh chị có thể inbox để có thể có được những cái phân tích nó chuyên sâu hơn. Rồi, bây giờ còn khoảng tầm độ 10 phút cuối của bản tin thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ nói qua về cái xu hướng của thị trường trong tuần tới
ở phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, rồi sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng và sẽ được chia sẻ ở trên các cái team, đội nhóm, cộng đồng trên nhóm Zalo. Chúng ta sẽ nói đến chỉ số VN Index trước. Thì hiện tại là trong tuần vừa qua, chỉ số Index của chúng ta sau khi mà nó test biên dự kiến, đó là biên 1380, thì nó đã hình thành một cái đáy đây và nó đi lên rất là mạnh mẽ. Như vậy thì cái vùng 1420 của Index bây giờ nó sẽ trở thành một cái điểm tỷ bật cực kỳ quan trọng của chỉ số Index ở trong thời điểm hiện tại. Ngắn hạn thì tuần tới chỉ số Index sẽ quay về test lại, các anh chị, nó sẽ quay về test lại 1430. Cái mốc 1430 đó nó là khả năng, nó sẽ là đương nhiên thôi. Đó, và sau đó thì nó sẽ kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, gọi là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần, các anh chị nhá, 1420. Và cái mốc 1420 này nó để làm gì? Nếu như thị trường của chúng ta không bị phá vỡ mốc 1420, ok các anh chị cứ yên tâm cày cuốc những cổ phiếu tốt của Lê đã phân tích, những cái danh mục tốt chúng ta đã có, tiếp tục cầm nắm và canh những cái nhịp mà sọt ngắn để chúng ta mua. Trong phiên ngày hôm nay ấy, khi mà thị trường nó rơi 6-7 điểm là Hùng đã bảo với anh chị là chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiền đi và mua, chỉ có mua thôi. Đó, còn trong trường hợp nếu như Index mà bị bay 1420 thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn và chúng ta cần lại phải xem xét lại, view lại tổng quan các nhóm ngành để chúng ta đánh giá thêm cái yếu tố kỹ thuật của thị trường. Rồi, ok các anh chị, và đối với chỉ số VN30, ta sẽ nói đến VN30 ở đây. Đó, đối với chỉ số VN30 thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích về mặt định hình, định hướng. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đấy là một cái biên hỗ trợ kỹ thuật của VN30. Chúng ta cũng lấy ở vùng 1520 điểm ở đây. Đây chính là một cái điểm test về mặt kỹ thuật rất quan trọng đối với chỉ số VN30. Nếu như chỉ số VN30 vẫn ở trên, tức là vẫn bung ở trên cái vùng 1520 này thì rất là đẹp, nói chung là yên tâm. Đó. Ông mà vẫn cứ ở trên đó là tôi cứ yên tâm, tôi cày cuốc. Tuy nhiên nếu như mà nó có một cái vấn đề nào đó mà nó bị rơi lại cái biên, đó, biên 1 ở đây này. Rơi lại cái biên này là phải lưu ý đấy này. 1505 đến 1510 rơi lại cái biên này chúng ta phải lưu ý này. Đó, còn ông ở trên 1520 là ok, yên tâm chiến đấu. Đó, rồi, đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng lấy cái mốc 1520, đó chính là cái mốc mà hỗ trợ về mặt kỹ thuật rất là quan trọng. Đó, rất là quan trọng. Còn nếu như trong trường hợp mà ông này ông bị rơi về cái gì đây này, rơi về cái ngưỡng dưới này là phải chú ý đây này. 1 năm bao nhiêu đấy ạ? 1506 đến đó, ông mà bị đây là 1510, đừng xem biên này nè. Đó, nếu như ông rơi về cái biên này thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng nếu như mà ông để mất cái biên 1506 này thì là có vấn đề. Đó, và đây chúng sẽ chuyển sang một cái này để chúng ta sẽ nhìn ở góc độ kỹ thuật như sau. Thì đối với bản thân, đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị lưu ý giúp Hùng lên như sau. Đó là khả năng trong tuần tới chỉ số phái sinh sẽ có ở một biên kháng cự, nó sẽ lừng khừng ở vùng 1535 đến 1540. Đây sẽ là một cái biên kháng cự, và nếu như mà ông này ông ấy bươn qua được 1540 thì cực đẹp. Tuy nhiên nếu như không bươn được qua 1540 và quay lại các cái biên test kỹ thuật thì các anh chị lưu tâm cho Hùng Lê vùng 1520, đó là một cái mốc, cột mốc gọi là chúng ta phải giữ được. Còn nếu không giữ được thì đương nhiên cổ phiếu chúng ta cần phải bán bớt để chúng ta tránh những cái cú sập của thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái ý đồ tạo lập về phái sinh các anh chị nhé. Thì đây các anh chị nhìn thấy đây, phái sinh người ta kéo một cái nhịp rất gấp. Đó, từ đâu đó khoảng vùng 1460 điểm và lên đến khoảng vùng 1560 điểm. Và đây là cái điểm mà rất nhiều nhà đầu tư đã phải ra đi tìm, không phải ra đi tìm đường, gọi là ra đi vĩnh viễn. Đó, ra đi vĩnh viễn. Bởi vì sao? Bởi vì họ dùng full margin, bởi vì họ không có quản trị rủi ro. Họ cứ thấy rằng thị trường ào ào đi lên, thế là cứ cắm đầu cắm cổ mua không biết trời đất gì luôn. Đó, xem thằng bên cạnh nó bảo, ôi mày ơi thị trường đang tốt đấy, lại đấy, mày cứ xúc hết margin của công ty mà mua. Đó, rất là nguy hiểm. Đó, chúng ta bị hưng phấn quá đà và chúng ta không biết được chúng ta đang đứng ở đâu, đang đứng ở vị trí nào. Thì sau những nhịp keo ráp,
tạo lập của thị trường sẽ cho các anh chị nếm mùi đau khổ luôn, nếm mùi đau thương luôn, lấy khẳng định với các anh chị như vậy. Nên là gì? Và đây là những cái mùi đau thương mà tạo lập dành cho nhà đầu tư không biết mình đang đứng ở đâu, không biết mình phải làm gì. Và sau những nhịp đau thương đó thì họ lại kéo lên. Đó, và đến đoạn này bắt đầu lại hưng phấn và họ lại cho các anh chị nếm lại những cái mùi đau khổ như thế này. Đó, đau khổ lắm. Và đây chúng ta sẽ view. Đó, thì đây sau những cái nhịp kéo ráp thì họ sẽ cho những cái phiên gọi là đạp khoảng 40 đến 50 điểm, có thể 1 đến 2 phiên và sau đó họ kéo luôn. Đó, sau đó họ kéo luôn. Thì đấy là cái cách mà tạo lập đấy, sau một nhịp kéo ráp này. Đó, họ đạp ráp này, sau một nhịp kéo ráp này, họ đạp rất ráp này. Sau một nhịp kéo tốt này, họ đạp này. Đó, rồi đây cũng là một nhịp kéo tốt đúng không anh chị? Nó kéo từ vùng 1440 mà lên tận vùng 1520 kéo tốt, sau đó nó lừng khừng và nó đạp một nhạt ở đây. Đó, vậy thì đây cũng đang là một nhịp kéo tốt đấy rồi. Vậy thì cái phản ứng của phái sinh ở vùng 1535 đến 1540 Hồng Lê nhấn mạnh như vậy. Đấy là những yếu tố kỹ thuật chúng ta cần phải phân tích rất sâu và rất kỹ ở trong cái tuần giao dịch mới, tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11. Ok, bản tin tuần của chúng ta đến đây là hết và chúng ta sẽ cùng gặp lại trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo. Tất cả các mã cổ phiếu các anh chị quan tâm mà chưa có trên video, các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng bản tin và Hồng Lê sẽ cố gắng thu xếp thời gian để trả lời tất cả những cái câu hỏi của các anh chị trong cái khả năng của Hồng Lê có. Hồng Lê phải nói như vậy, trong cái khả năng của chúng ta có, đúng không ạ? Chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ cho nhau những cái đó. Để chúng ta cùng đồng hành và chúng ta cùng phát triển. Các anh chị kiếm được tiền, Hồng Lê rất là vui. Và Hồng Lê kiếm được tiền đó, thì các anh chị chắc chắn là các anh chị cũng sẽ rất là vui. Đó, đúng không ạ? Rồi, thôi xin chào cả nhà và chúng ta sẽ gặp lại trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.